em. Hello mọi người, hello mọi người. Anh em ơi, anh em mới vào live video giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Đây rồi, chúng ta sẽ đến màn hình luôn vì hôm nay lên hơi muộn một chút. Chúng ta sẽ quay trở về màn hình chính luôn ngay sau đây anh em ơi. Đức Huy, thừa tướng trung thành của vua Tần đã donate cho ta. Xin cảm ơn Huy nha. Mở bát, xong phải đi ngủ, chúc ông thầy live vui vẻ. Mong đây là tập cuối thật. Huy ơi, sao lại tập cuối? Mong đây tập cuối thật là xong, đây là tập cuối thật. Sao lại mong đây là tập cuối là như nào nhỉ? Sao nào chúng ta tranh thủ làm tí sự kiện nhỉ? Trước khi mà sự kiện nó gì đấy? Hoàn thành trận, xe lượt bây giờ mình xe mất rồi. Đó, hoàn thành trận, bây giờ xúc một cái ra nào. Ôi trời ơi, Rodrigo tới chơi đã donate. Xin cảm ơn Rodrigo. Chào thầy, còn nhớ tôi không hồi chiều chúng ta mới gặp nhau. Úi trời ơi, đá pen thắng luôn 1 tỷ luôn. Cảm ơn Rodrigo, tôi vẫn nhớ. Like đi anh em ơi. Ai sợ thì đi về, ở dưới quẩy mạnh lên. Ở dưới thì like mạnh lên, ngồi xem ở dưới thì like mạnh lên, like nó cũng mất cái gì đâu. Của anh em like nó chả mất một cái gì cả. Đó, ở dưới like mạnh lên xem nào. Win cả máy luôn mà ác thật, cái gì mà win máy là đã là ác à? Bao nhiêu huy chương thì như vậy là mình có bao nhiêu huy chương, làm mini game. Tôi có là tổng là 10 huy chương. Hôm qua mình chọn bên trái nhá. Hôm qua chọn bên trái ăn ngay cái hộp rỗng. Hôm nay chọn bên phải. Chắc chắn hộp này không à? Từ từ nghi lắm. Mày ăn lừa trong lừa thật. Đã donate cho Tavi 10.000 đồng. Có thấy nhớ em không từ khi lần đầu. Cảm ơn mắm thúi nha. Cảm ơn em. Uầy. Hộp trái tiếp. Chơi miễn phí không có lượt luôn, làm cái nhiệm vụ cho nào. Thắng một trận bất kỳ, ok, hoàn thành rồi. Chia sẻ cái thêm lần nữa. Thú Hỷ đã đầu rồi. Cho Tabi 10.000. Xin cảm ơn Thú nhá. Thầy lại quên cái gì rồi đấy. Đó, thả vào tin cho mắm thúi cái nha. Còn ngày mai không thầy á. Không biết được nữa, nếu hôm nay lên siêu sao thì không còn ngày mai nữa. Nếu như hôm nay lên siêu sao thì sẽ là tập cuối. Ôi trời ơi. Em Hùng Đại Hiệp, 18 tỷ. Đại Hiệp Hùng ôi, donate cho 18 tỷ. 10.000 đồng. Đêm nay bận cô xem lâu được. Trời. Chúc ông thầy hoàn thành ta ít nhé. Sao hôm nay mà chưa vào đá mà sao nhiều anh em cứ bảo không xem được thì nó tự nhiên tụt mút thế nhỉ? Anh em là mới vào, anh em ấn cho tôi xin một nút like được không? Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em nha, cho tôi xin một nút like. Không có cái này không có, cái này không có free à? Còn một lượt đó tôi chơi hết rồi mà. Hồi đá tôi nhờ anh em bây giờ là bắt đầu là đá thôi. Tôi nghĩ là tầm này cái tầm phải di chuyển thôi. Đội bóng ZTS đã đầu. Cảm ơn trợ lý chủ tịch nhá. 15.000 đồng. Hôm nay có ngài chủ tịch dự khán trao thưởng nóng khi đội lên siêu sao nhé. Thưởng nóng là bao nhiêu ấy? Thưởng nóng có thể tiết lộ chủ tịch trợ lý chủ tịch có thể tiết lộ một chút không nhỉ? Có thể tiết lộ một chút về khoản thưởng không nhỉ, để cho anh em phấn khởi được không? Hả? Ôi trời ơi. Mắm Thú Hỷ đã donate cho Tabi 20.000. Sơn cảm ơn Mắm Thú nhá. Hôm nay sinh nhật anh trai em. Thầy có đôi vần thơ nào không thầy? Thơ thì chịu anh thôi. Ấy tên Tiến. Tiến là anh Tiến à? Không, anh khó quá là thơ thật, nó không phải điểm mạnh của tôi chứ thật. Nếu mà là khoa trò thì khả năng nó nhận đấy, nhưng mà thơ thật không phải điểm mạnh của tôi thật. Lối đá tôi nó thơ thôi chứ còn là cái kiểu này không có thơ được, cái kiểu đọc thơ của tôi nó lại không ổn. Tôi vẫn băn khoăn một chỗ, đó là bây giờ tôi đang cảm thấy không ổn ở chỗ hai hậu vệ biên. Nói thật với anh em là như vậy, tôi đang cảm thấy không ổn ở chỗ hai hậu vệ biên này. Đấy. Thì chỗ Umer này nó có thể hỗ trợ tấn công rất hay, nhưng tôi đang bị phản công nhiều quá. Tôi đang bị phản công khá nhiều với một LB, tôi cần một LB chuyên về thủ. Hoặc là một RB chuyên hẳn để thủ nó, tôi chỉ câu một cánh thôi. M.AOG là cái gì? M.ROC à? M.ROC đúng không? Từ từ nhá, ROC có ma tốc độ ngon. ROC này đâu phải đá cánh đâu. ROC này không phải đá cánh nhá. Tốc độ chậm này sao đá được. Alexander 3 bậc thầy tốc độ được chứ nào. Alexander 3 56 tỷ. Ui mình mà mua được con này không phải nghĩ luôn. Ui mua được con này thì con mẹ mua được con này không phải nghĩ luôn này. 10.000 đồng. Weimer 21 là một món quà. Weimer, ui con này ngon thế ta, con này 56 tỷ ngon thế nhờ. Weimer, từ phải nâng cấp đôi cánh lên, không thì lên siêu sao sẽ rất khổ. Nếu mà không nâng nhá, lên siêu sao cực kỳ khổ luôn. Bây giờ mình phải nâng cánh lên 26 tỷ. Weimer tốc độ rất ổn nhưng mà chỉ số hơi liều tiểu. Cucuzela, con mẹ Cucuzela liệu có đủ tiền mang bom tấn về không nhỉ? Bom tấn đắt đấy. Cucu làm sao mua được? Cắm tạm vài con đi à? Ôi trời ơi, em đã trường bán trường ta bị 10.000 đồng. Dê chào thầy, em là đầu đâu biết em mua bán tập nào cho cũng thầy. Là tập cuối vậy thầy. Tập nào là tập? Anh em nào xúc hộ Deron không? Anh em nào mình có kinh tế gì mà xúc quả Deron được không?
Đó, cảm ơn em nhé, cảm ơn anh em nhé. Miguel Veroso tích tiền, giới hạn dưới. Đó. Tích tiền, tích tiền. Nhà. Chết tôi rồi, anh em thả cái bút trang cái đồ ấy. Scouter ZT ít nhân. Trời ơi. Cho Tabi 10. Nhầm ơi. Thầy đang cần một SV cánh chuyên thủ mà sao lại chọn Jesus Navas? Lại còn nghịch chân, Mitchell SPL là người thầy đang cần. Mitchell. Không phải, cánh còn là một công, ý đồ tôi là sẽ công một cánh thôi. Đấy. Spotlight bao tiền? 44 tỷ. Ôi trời ơi. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thấy được anh ạ. Livestream vui vẻ. Tôi không ưng thằng này lắm thật sự anh ạ. Ôi kèm người 121 à? Ôi kèm người 121 có được không nhỉ? Ôi kèm người cao này, kèm người hay lắm đấy. Thằng này chỉ số kèm người to này là được nhá. Cắt bóng 120 đấy. Tabi 10.000 đồng. Livestream vui vẻ. Cảm ơn bạn dấu tên nhá. Ngon đấy, con này được mà, đã cầm một cánh để thủ nhá. Spencer được mà, lưu này lại cái. Bắt đầu là gom tiền, đang hành trình là gom tiền. Spencer à? Chân 3, chân 5, từ RB, tôi tính rất kỹ trường hợp này. Con này toàn diện đấy nhở? Ui con này toàn diện nhá. Westlake, chuyên gia cầm nhịp 4, đã donate cho Tabi 10.000. Cảm ơn đặt nhé. Dan De Roon múc 9 còn tốn thể lực quá. Ad VIP đầu ở, sao không có Ad VIP? Quyết định đi, tôi sẽ lấy con Spencer này. Spencer này. Bây giờ tôi sẽ mua con này. Xong đó là mình sẽ mua thêm con mình sẽ bán cái con However đi. Hay là con nào nhỉ? However hay con nào ta? However hoặc là Mafel đi. Mafel trẻ, con However này khả năng là bán đi này. Bán con này đi để gửi thêm tiền mua Jesus Navas. Đó, bán đi để mua Jesus Navas chỉ với 30 tỷ. Đó, chỉ với 30 tỷ mua thêm Jesus Navas, như vậy là tôi làm mới đôi cánh luôn. Anh em ơi, cố lên được Alexander 3 hay là dùng Jesus Navas ta? Con 3 thì bao nhiêu tiền ta? Con 3 toàn diện hơn là phải cố. 3 thì phải cố. 3 bây giờ phải bán thêm khoảng 10, gom thêm 10 tỷ nữa. Khoảng chục tỷ nữa để trừ phế là đủ. 3 pon nhót à? Sợ bán 3 pon đi nhỉ? Miguel Veloso. Miguel Veloso được không nhỉ? Miguel Veloso chẳng có khả năng phải đi đấy. Miguel Veloso 19 tỷ, Miguel Veloso phải đi thôi, thật phải đi thôi. Thay đổi. Huy Kim Big City Boy ở quê phố núi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ô thầy ơi, nhanh đe em mắc nhìn nóng hết đầu. Đây rồi anh em ơi, anh em múc hộ Miguel Veloso được không? Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Tôi sẽ lấy con Alexander 3 trước này. Một bản hợp đồng chất lượng còn 35 tỷ. Ok, như vậy là mình sẽ có con 3. Pellegrini à? Pellegrini, tôi xem nào. 25 tỷ, Pellegrini xem nào. Tại bóng sớm, xem 99, chạy khá nhanh. LB, level 5 thì sẽ nó như nào? Ok, con này sẽ là cánh công của tôi. 25 tỷ, cậu ấy sẽ là cánh công mới của tôi. Pellegrini, cộng 8. Nó đây rồi. Chúng tôi không leo lên siêu sao vì nó nghe quá nhọc. Mà ZTS3 bay bằng đôi cánh do ban huấn luyện lựa chọn. Đây này, cánh mới, đôi cánh mới. Đó, đôi cánh mới 596, xin với anh em luôn. Trời ơi, đôi cánh mới mà tiền đạo lại cắm đầu khó thế nhỉ. Có tiền đạo cao to, tiền đạo cao mét bao nhiêu ta? Cao mét 93 này, uầy. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Huấn luyện viên thì đừng nên nói nhiều vào đi. Zenato, đội bóng cần cái sự cơ động của Zenato. Đội bóng này chúng tôi cần cái sự cơ động của Zenato. Umtiti rất khéo. Umtiti. Ôi trời ơi. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ nổ con cho Tabi 10.000 đồng. Cho thầy biết em vừa tra cứu thông tin về phong cách thi đấu của hai SV thầy vừa mang về bên PES. Và quả nhiên, cả hai ông đều là offensive fullback. Đồng nghĩa cả hai ông đều là tấn công. Đúng không? Đều là tấn công. Nhưng một sai lầm của đối phương. Qua một cái, dưới cùng có Nkunku. Góc gần. Kích. À. Trời ơi, Nkunku ơi, đá như thế để mất hết khách. Ôi, khéo. Ôi. Alexander Ba. Trời ơi, tân binh của tôi. Ôi, con mẹ tân binh của tôi trận đầu tiên. Sao mắc một cái lỗi ngớ ngẩn thế nhỉ? Ôi trời ơi. Huy Kim Big City Boy ở quê phố núi đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thôi tôi xin lỗi Renato chính thức fan của anh ấy. Ôi trời ơi. À, bị tài ơi là tài. Tùng Bùi FCO đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Tổ đội sửa điều hòa của em đang rất cần tuyển thêm những thành viên mới.
hiện tại đang có Nicolas Jackson, anh 7 mùa Euro và Lukaku, thầy xem bên này có ai không ạ? À? Yêu cầu cao trên 1m7 và biết giữ thang là được. Tiền cầu thủ người ta biết giữ thang, yêu cầu biết giữ thang. Gonza có thể thua nhá, Gonza có thể thua ngay đấy. Có thể thua đấy. Ôi giời ơi. Âu đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chúng tôi cần cậu ấy lúc đề rong. Lúc đề rong, tuần này lúc đề rong không cứu được thì thật sự anh em vậy. Ô Gon cứ ra. Ô Gon cứ ra tạt thẳng vào Gon ra nào. Nope. Ui trời ơi. Gon cứ ra. Nó đây, nó đây, nó đây. Origi, tôi chết tôi rồi, tôi click nhầm Origi rồi. Tôi click nhầm Origi chạy đâu vậy? Ôi ma phèo, thằng này hết sạch thể lực rồi. À, mà bị ấn nhầm, Credit Run này chạy ra đường biên luôn mà. Credit Run đỉnh thật. Credit Run chạy ra ngoài đường biên uống nước luôn. Ôi, Origi khen nữa. 9 thần tài, quan mẹ mà kích thằng này chạy ra khỏi sân còn có 8 thì làm sao mà được nữa nhở. Click nhầm rồi, bấm đầu hủy đi, làm gì còn tay nó mà bấm hủy. Nam gia đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em mới vào, thầy ổn cô, mà lần đầu donate thầy cành đào cây quất gì chứ. Cảm ơn Nam gia nhé, cảm ơn em nhé. Ôi, 3 điểm, ok. Hay lắm, một tình huống AFK đến đối phương, 3 điểm free, xin luôn. Đó, fan ruột ăn ở ok là được. No. Ok. 10.000 đồng. 9 thần tài ôm cái hũ mà chết nhé. Nhót. Cái gì nhót cái 39 điểm làm sao? Cái gì? Làm cái 39 điểm. 9 thần tài nó như vậy đấy. Xem nào, 100 điểm từ ngó xem 100 điểm như nào nào. Bi ơi vào game thầy. 100 điểm. Net cho Tabi 10.000. Cảm ơn Bi ơi vào game đây nhỉ. Thầy ơi em có ực tâm huyết nhưng bị phá. Liệu thầy có thể giúp em đập đi xây lại được không FB? Cảm ơn em nha. Được, anh em cứ gửi cho tôi. À, 100 điểm, 3.200 điểm. Ơ, à, mình cắt như này sao được, cắt kiểu gì nhỉ? À đây, cắt kiểu này được đúng không? Ôi trời ơi. Phú Lê không tại đá giờ cũng thành đại tá đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chính quyền vào cuộc, gấp. Tôi không biết nha, đối phương tự ao nha. Cái đấy là quyền của đối phương, tôi không biết nha. Cornelius sẽ tiếp tục chơi trận này. Cornelius, Enoku vẫn là những con người tôi tin tưởng. Rồi, tiếp tục nào. Fan ruột thừa biết đánh piano nổ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đó là biểu hiện của không tại đá đấy mặt cười. Không tại đá giờ anh đã thành đại tá. Rồi Cornelius. Bàn thắng này đánh dấu sự trở lại của đội. Thanh Xuân đã donate cho ta. Xin cảm ơn em bẻ nhá. Cornelius 1 QD 50k. Nhận, làm cái 50 đầu tiên. Làm được cái 50 đầu tiên đã. Em cu này, ui em cu che bóng, ui che bóng kín. Big City nè. Boy ở quê phố núi mới đổi tên fan ruột già biết đánh răm rằm rắm răm rằm răm đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Một vũ cướp mà chúng tôi không ngờ tới tại chơi ở net đúng lúc có thằng làm còn ten cay vãi cả đái. Cô nè liếc, tại sao phải mua thêm tiền đạo lúc nào cũng bảo với tôi là mua thêm tiền đạo đi, tại sao phải mua thêm tiền đạo? Hả? À? Tại sao phải mua thêm tiền đạo? Umtiti đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Umtiti nha. Nếu thầy tin tôi thì thầy thật sự cần một người chia bài ở tuyến giữa và tôi muốn thử sức ở vị trí mới. Không. Ông đã bao giờ thấy chia bài 3 ván liên tiếp sắp át chưa? Đã bao giờ thấy chia xong phát bù luôn chưa? Chào bố Umtiti, cái bố lên đá giữa cho. Umtiti là sau mai mình là chính luôn. Con mẹ sau chúng ta mình là chính nha. Thành công hiện tại mà không nhớ về quá khứ thì vứt. Nope. Bé Sa cần quay lại bố vinh quang. Bé Sa à? Em cái thằng Unity này mất tập trung thế nhở? Ui anh bảy rất điểm hay quá. Ôi bạn sao bạn thủ gì đấy? Ôi trời ơi. Sao? Nicka đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em Hưng thì ra là Creative Zone cho Origi đi dập cầu giao quán nét. Sao nghĩ ra là ta? Cảm ơn em Hưng nha. Ôi sao em còn nghĩ ra quả có tên đấy thì chịu thật. Ôi. Ôi trời ơi. Dấu tên giấu tên đá đồ nết cho Tabi 10.000 đồng. Thầy tôi Creative Zone cho Origi chạy ra rút dây mạng luôn tay nhanh não to vờ lờ. Creative Run như thế đi. Đó đi em cút cu. À mày phong độ đỉnh cao đã trở lại với tôi rồi. Em nguồn cảm hứng cũng đang trở lại với tôi. Em cút cu, một tình huống đê phun lực.
Rồi. Bàn tháng này, đó, nhìn thấy chủ tịch ngồi khán đài, tặng luôn chủ tịch luôn. Ôi giời ơi. Dấu tên mẹ chủ tịch ngồi chỗ này đúng không? Đây chủ tịch ngồi đây đúng không? 1111 đồng. E Đạt tung phỉn, thầy bịp e à? Đây đây đây, không bịp, Đạt ơi, có Đạt đây. Cái gì đấy? Ơ. Nope. Bài mới, ấn lung tung ra bài mới luôn mà. Một bài đá phạt kiểu mới anh em nhá. Nhưng có điều là chưa hiệu quả thôi, nhưng đó là một bài đá phạt mới. Có điều, chỉ có điều là chưa hiệu quả thôi, còn lại ok. Cho Origi đi dập cộng giao tiếp, 9 thần tài nó ghê thế đấy anh em ạ. Cái đội hình 9 thần tài nó ghê thế đấy. Đá chỉ phụ thuộc may mắn thôi. Bóng đá chỉ phụ thuộc hết 100% may mắn. Về. Cornelius. Vì đàn chấn thương luôn. Mèo bóng đá đùa. Chỉ may mắn thôi. Bóng đá chỉ hên. Em cun cu. Ngày hôm nay lên siêu sao tập cuối. Nói luôn. E Đạt tung phỉn, trả kèo luôn thầy nhé. Ok, cảm ơn Đạt nhé. Cảm ơn Đạt rất nhiều. Bước 1 lên. Đi ra bên này. Sò cái lan búc giá trị của 1m97. Đó chính xác là giá trị của 1m97 nhá. Xa xa đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chúc anh hoàn thành content trong hôm nay. Like xong anh có mệt mỏi quá thì cứ cùng anh Hải qua nhé. Anh... em vẫn chờ anh. Qua đâu em? Qua đâu? Anh Hải nào ấy? Nope. Tập trung lại. Bây giờ đối phương sẽ rất cao hứng nhá. Tập trung lại. Bóng đá mà cứ công hiến như này chết. Cứ công hiến như này chết. Nào, hai win. Một khởi đầu quá thuận lợi. Một khởi đầu trong mơ. Một khởi đầu trong mơ. Không cần tung Origi vào sân nữa. Lúc này mọi thứ ăn bài rồi. Sa Sa đã donate cho Tabi 10.000. Cảm ơn Sa Sa nhá. Em muốn đi một mình không cần anh Hải à? Cũng được, em cũng muốn anh qua một mình, em vẫn chờ anh. Cảm ơn Sa Sa à người ta. Cảm ơn Sa Sa nhá. Chiến thuật đội kiểu cú cái đất tiếp run mẹ thay đổi cục diện luôn. Con này nó đâu nhỉ? Duy trì vị trí luôn luôn nó chạm vào ngựa sao duy trì vị trí mà sao nó lại xâm nhập vòng cấm mà sao nó cứ đi đâu nhỉ? Hay là do con này nó bám biên ta? Cứ đi đâu vậy? Ui, đá lên của siêu sao này vã một hồi hột, nói thật anh em đá tối nào đá lên siêu sao này. Cầu giao cổng dao vàng, dao bị phổi bạn. 2999 gặp 2998 mà tao cần đét trận này. Trận chung kết trong mơ. Trận chung kết trong mơ. Rồi nhá, đá thận trọng một tí. Đội này đội Juve rất mạnh, mình cần có sự thận trọng. Không phải tự dưng người ta lên được bằng này điểm đâu. Umtiti một tình huống chuyển cánh. Umtiti Cornelius. Đỡ đi. Sao đây đá mượt mà thế nhở? Sao hai cái trận thắng phong độ cảm giác phong độ lên thế nhở? E Đạt tung phỉn, trận này cách biệt 3 bàn 2 lốp ta. Ủa, được quá Đạt ơi. Samuel Umtiti. Chết tôi rồi, Umtiti bị bỏ lại phía sau. Ôi giời ơi. Trợ lý chủ tịch đội bóng ZTS đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ơ, ngài chủ tịch cánh mà. Thắng chả thấy kêu tại ai mà cứ thua là tại tao thì chịu. Có giỏi trận này ông để tôi dự bị xem thắng như nào. Nãy Tabi mới có bài mới, thằng pa bón đem ra đây làm mấy ván liên nào. Nope. Còn mất nhiệt ông đi tìm mất tập trung thế nhở ông đi tìm này. CR7 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Yếu đó. Cổ thân anh em donate cũng bị thầy chửi, FIFA chửi. Tôi tập trung anh em ơi, tôi tập trung nhiều lúc tập trung anh em biết là khi mà tập trung làm việc gì đó người ta hay bị căng thẳng mà. Đúng không? Anh em cũng như tôi thôi, bị căng thẳng mà. Minh fan pháo thủ đã donate cho Tabi 50.000 đồng. Lâu rồi không donate. Nope. Cơ quan chức năng của Ủy ban phòng chống gian lận thể thao đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Gì nữa thế? Chào anh Tuấn Anh, dạ. Chúng tôi yêu cầu cầu thủ Origi lên phường làm việc cùng chúng tôi. Đây là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Vì chúng tôi mới chỉ gặp các trường hợp như doping, bán độ chứ chưa gặp trường hợp dập cầu giao điện bao giờ. Nguy hiểm, trời ơi, nguyên trọng thế hả các bạn? Pha bón, Alex, nghiệp nhất, ZTS đã donate cho Tabi 15.000 đồng.
Thằng Umtiti ở trong sân thì đá hay lên, sợ thì đi về, thấy tao ngồi mòn ghế dự bị mà có nói câu nào không? Tạt cái gì đấy? Trời ơi! Ramsey! Còn nha, Zanto! Nope! Ui con mẹ, chết lặng, khán đài chết lặng luôn mà. Ta đần mình phải đưa vào sân, tôi phải đưa ta đần mình vào sân. Ui, chết lặng luôn mà. Chủ động cho đảo đấy, chủ động căng đét lên, chủ động lên. Trong tình huống creative zone đó, anh ấy chạy ra uống nước thì vô tình vấp phải dây điện, vô tình ảnh hưởng đến trận đấu chứ không hề có tội. Cảm ơn đội bóng đã hợp tác. Ôi trời ơi, CR7 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Con bài cầu dao vàng đã được sử dụng. Muộn quá, con cho vào muộn quá. Cho vào muộn quá nhỉ. Mất một trận không biết mất bao nhiêu điểm. Hy vọng mất ít thôi nhá. Ít thôi. 31 điểm. Trả lại trận cầu dao, trận tôi có liên quan đến cái trận cầu dao đấy, em ơi, không có liên quan nhá. Cánh báo chí đang đặt dấu hỏi về chuyên môn cách đọc trận đấu của huấn luyện viên. Tại sao lại cố chấp giữ những cầu thủ kém không thay người, không bổ sung những hợp đồng chất lượng? Đây, bổ sung liền đấy các bố. Đây, bổ sung liền nhá. Choupo-Moting. Đó, có liền. Đừng thảo xúc Choupo-Moting cả. Cây đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Đố thầy vì sao trái đất hình tròn? Vì có thầy làm tâm điểm áo mặt cười. Cảm ơn cây nhá. Danny Ings không, Choupo-Moting sẽ lựa chọn tôi. Tôi đặt tất cả niềm tin vào Choupo-Moting. 100% niềm tin vào Choupo-Moting nha. Đây rồi, một tiền đạo cũng rất là cao to. Choupo-Moting. Nào. Sai lầm lớn nhất của ban tuyển trạch là mua Choupo-Moting. Đừng dọa nha. Đừng dọa tôi. Nè, thôi xong tôi rồi, nó vẫn chuyển vào đây. Happy Ban. Làm sao mà ăn được không đấy, không sao ăn được. Không có gì. Nope. Chỉ thua thôi, không có gì cả. Không ổn rồi, trận nào cũng bị dẫn trước, không ổn. Nào phải xem lại cái phòng ngự thôi, trận nào bị dẫn trước rồi. Nam thần bờ ao đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Chu bấm. Xin thưởng tỷ. Chu bấm. Năm tần bờ ao nhá. Đó là Choupo-Moting, tôi đặt hết tất cả và số tiền cược còn lại vào Choupo-Moting. Ok chưa? Umtiti đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Ô kìa, thằng Moting cũng về đây rồi à. Chào mừng cu đến thánh địa của anh nhé. Ở đây mày đá ngu hay dở vẫn auto đá chính thôi. Tao báo suốt mà vẫn đá đây này. Mày nhớ cái ông ngu anh hay kể cho mày không? Đấy đang nói ở ngoài ấy. Cay. Mày tổng gì đi nhá. Quên mất đấy. Tôi bảo cho Minh đá mà. Quên mất à? Con mẹ quên mất đấy. Bàn thắng này đá thẳng. Xin phép đá thẳng bóng và giữ mặt của Umtiti. Xin phép. Mọi em chuyển bóng đẳng cấp luôn mà. Umtiti. Anh em nhầm. Choupo-Moting. Không gì gồn đâu, không gì gồn mắt đê đâu. Đừng tạt bừa bãi nha. Rồi. Không có cửa để vào chứ. Nói luôn, không có cửa để vào. Nope. Thầy yêu ơi, thầy cho em hỏi mấy thằng da đen như Umtiti nếu thức khuya làm sao để biết mắt nó thâm hay không ạ?
Làm ơn đi, làm ơn hãy đưa cho tôi những cái câu hỏi nó liên quan đến chuyên môn. Cậu không thể đưa cho tôi những câu hỏi liên quan chuyên môn được không? À, chuyên môn bóng đá thì huấn luyện viên hỏi mấy cái đấy khó. Chua bóng một. Nope. Ôi trời ơi, đi. Thật tài kìa. Bây giờ mình sẽ tạt cho thằng cao cao một chút ở cột 2, xong đánh đầu chuyền vào là đẹp. Ở đây sẽ là thằng 3. Alexander 3. Ăn thẳng luôn. Chu. Trời ơi, chúc mừng một tình. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Thầy làm gì để nháy thanh lực lúc thủ thê? À, đấy là anh em ơi, tắc bóng mạnh em ạ. Đây, tắc bóng mạnh đấy sẽ tắc bóng rất là ghê nhỉ, nhưng mà dễ lỗi. Nếu mà anh em tắc không chuẩn là dễ lỗi. Ôi giời ơi. Trợ lý chủ tịch đội bóng ZTS Zenato cho Tabi 10.000 đồng. Theo nguồn tin từ Hoàng Gia, chính thần tài chủ tịch đang vận động phê chuẩn phong tặng tước hiệp sĩ cho huấn luyện viên Tabi sau khi thành công dẫn dắt ZTS lên siêu sao. Nó đây rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn trợ lý nhá, chuẩn bị nhận thưởng thôi. Đừng để thua, cố gắng bịt kín vào. Nó chuyển dưới. Ui dồi ôi, mày tí thì đúng 117. Ba ơi, tí thì đúng 117. CA7 đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Em mới mua bỉm cho con em sắp chào đời. Thầy có cần em ship cho ít không? Không em ơi. Không cần em ơi. Đi bốc Origi. Trời ơi. Vậy hết giờ. Làm ơn. Zenato sạc chết. Rồi, đây rồi. Đài 5.5 rung đùi á, 5.5 mà đã rung đùi được rồi á. 5.5 chất lổ này. 5.5 là sao mà đã rung đùi được? Làm ơn. Con mẹ. Được không? Quả cảm. Thi đấu quả cảm. Nào. Bao nhiêu. Đó, bao nhiêu điểm đây, cộng bao nhiêu điểm. Làm sao mà đã vô địch, chưa thể vô địch được. Chu Ngô Tình quá hay. Làm Chu Ngô Tình quá hay so với những gì tôi kỳ vọng. Ủa sao nhanh nhỉ, sao lại đã lại được tiếng rưỡi rồi, sao nhanh nhỉ ta. Có mẹ đá mấy trận mất tiếng rưỡi rồi. Sao nhanh nhỉ. Ai đây, tôi cần, ok, tiền được 45 triệu, được 45 triệu lấy. 33 điểm. Còn bao nhiêu điểm ta, như vậy là còn bao nhiêu điểm. Ui tỷ lệ thắng 75%. 392, gần lắm lại 395. Cái gì đó, 500 điểm xuống hạng à. Trận nữa đâu anh em. Ôi giời ơi. Ngài chủ tịch đội bóng ZTS đã donate cho Tabi 100.000 đồng. Tôi rất hài lòng về trận thắng này, rất quả cảm. Sự đáng rất em cảm à. Xin cảm ơn ngài chủ tịch rất nhiều. Tiếp tục. Cái gì đây? Sao lại gặp cái huyền thoại này? Ok, sao gặp huyền thoại? Rồi, tí nữa mình sẽ kéo thằng Beregrini này về thủ thôi, không để hai cánh lên nữa. Chubo hay nhờ, Chubo chạy chỗ kìa. Có một tí màu bay ăn vào gắt biết ngay mà. Enkunku, ta. Tạt ra đây đi. Zubedia, bất ngờ đúng không? Nhìn bất ngờ đúng không? Bất ngờ lắm đúng không? Chubo màu tinh. Cái vía thần tài, tiếp tục mua thêm một thần tài nữa về. Một thần tài đã chính, một thần tài dự bị, đỡ đi. Chúc mừng Mô Tình. Không cho tạt, đen đốc cơ, rồi. Rapsi. Bước 1, đây rồi. Dấu chấm hết dành cho đội bạn Abraham Ramsey, nguồn cảm hứng của tôi đã trở lại. Nhạc trưởng Jacob Ramsey. Ôi trời ơi. Dũng fan Chelsea từ hồi mới đẻ đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Trời ơi, sắp điểm. Chỉ có đúng một người ngủ bay đó là. Nên đừng có ám người ta mặt cười. Chuyển nữa cho đây. Xin cảm ơn Dũng nhá. Bài, đó là một bài phạt góc cực kỳ mới của Ramsey trở lại. Quá đúng lúc, đúng thời điểm. Không, trận này không thua, trận này thua sẽ bị trừ rất nhiều. Rồi,
Ôi gì mù thế đùa. Cái ôi gì này mù thật đấy. Ủa penalty luôn lại đọc sút nhanh ấy nhở. Sút nhanh ta chưa kịp thay người mà. Ôi gì ngu quá. Cái lúc này là cái lúc rất cần. Cái lúc này nhá, cực kỳ cần ôi cần gì đâu, cần ai nhở. Tôi cần Zenato. Sao giữ bóng lại. Đừng cho chuyền. Đừng cho chuyền phản công nhỉ. Matfell. Umer. Jeremy Doku. Doku nó khéo. Ui, Doku nó khéo đến đâu nữa. Zenato khỏe lên, đâm luôn. Em phải đá bằng tất cả những cái gì mình có luôn mà. Em bếp đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Hãy đưa tôi quả bóng, tôi sẽ gánh Zero to Hero lên siêu sao. Đây rồi, chưa phải tập cuối anh em ơi. Nó chưa phải tập cuối, nó vẫn là một tập gần cuối. Nhưng đây là một tập rất hay. Đó, đây là một tập rất hay nha. Ngày mai sẽ là tập cuối 27 điểm. Ui, 319 gần lắm cái top 100 rồi. Gần lắm top 100 bao nhiêu điểm ta? Top 100 là đang là 3234. Như vậy là mình còn khoảng độ là 170 điểm nữa. 180 200 điểm, tầm khoảng 200 điểm nữa. Rồi, 200 điểm, bây giờ thắng siêu sao rồi còn 80 mấy điểm đấy anh. Lại gần cuối bây giờ hết sức rồi anh em ơi, bây giờ không có đủ sức nữa, 2 tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Mai lại tụt xuống 500, không tụt được, không thể tụt được xuống 500. Dừng tập này ở đây là một tập rất hay. Dấu tên đã donate cho Tabi 10.000 đồng. Cảm ơn Duy gửi. Cảm ơn Duy nhá. Tabi nó ngu ở mức dễ chịu, ngu hiền từ, ngu chấp nhận được đờ cây thầy. Thằng đấy là nó ngu kiểu hài hòa. Nó ngu cái kiểu là mình có thể chấp nhận được. Nó không phải ngu quá sức chịu đựng. Đấy kiểu vậy, nó ngu kiểu hoài, rất là hài hòa. Đó, nghĩa là ngu kiểu người ta không trách được thôi. Người ta chỉ bảo là thằng ngu đấy, nó nhẹ nhàng thôi. Đó. Nó nhẹ nhàng thôi, không nói nặng nề. Quá đẹp tạc rồi. Rồi, tuyệt vời. Thôi, mình sẽ dừng ở đây các anh em, mình sẽ dừng content đây và hẹn anh em vào trưa ngày mai.